một tháng là sự lựa chọn thông minh cho mọi gia đình, vừa tiết kiệm lại tiện dụng. Sau một ngày làm việc bận rộn, tập luyện với Sixpack Care 2018 còn là một hình thức giải trí và thư giãn tinh thần tốt cho sức khỏe. Điều tuyệt vời là Sixpack Care 2018 thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian. Bạn có thể đặt tại phòng khách, phòng ngủ, ban công hay ngoài trời, đó là tùy sở thích của mỗi cá nhân. Với mục đích cải thiện tốt nhất sức khỏe con người, Sixpack Care 2018 được thiết kế thêm cái đệm mút massage xoay 360 độ, nâng đỡ và bảo vệ xương khớp ở các vị trí như vùng sau gáy, sống lưng, đầu gối và cổ chân. Chính vì thế, khi ngồi lên chiếc máy tập đa năng này sẽ cho bạn một cảm giác thoải mái, dễ chịu, cảm nhận được sự nâng đỡ nhẹ nhàng khi ngã người xuống mà hoàn toàn không hề gặp một chút khó khăn nào. Cùng với thiết kế mới, bộ phận tự lưng có thể điều chỉnh theo 3 cấp độ. New Sixpack Care 2018 hỗ trợ tập luyện lên tới 10 bài tập cơ bản. Gập bụng, tập cơ đùi, tập đạp xe, xoay eo 360 độ, tập cơ tay, hít đất, tập ghế cong, massage gáy, massage lưng, tập cơ bụng nâng cao. Mỗi ngày 10 phút, không cần tốn nhiều thời gian, tiền bạc mà kết quả mang lại thật tuyệt vời. Eo thon gọn, cơ săn chắc, tăng cường sức khỏe. Đi kèm máy tập đa năng là bộ 6 lò xo thép đàn hồi cực tốt, có thể tháo lắp dễ dàng. Hai dây tập tay, sách hướng dẫn sử dụng. Máy tập bụng đa năng New Sixpack Care 2018.